Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung được lấy ý kiến đó là việc phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá, Bộ Công an thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bộ Công an lý giải việc phân hạng giấy phép lái xe để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại công ước viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi gia nhập công ước. Việc phân hạng giấy phép lái xe cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của Công ước viên năm 1968. Khi đó, người Việt Nam sẽ không mất chi phí đổi học để được cấp giấy phép lái xe, có phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế, do có sự đồng bộ về phân hàng phương tiện và giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu thiết kế việc phân hàng giấy phép lái xe bao gồm các nội dung sau – Bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dụng. Đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại động cơ và số chỗ ngồi, để tránh tác động xã hội tại điều khoản chuyển tiếp, Bộ Công an cho biết sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại, chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Thêm vào đó, Bộ Công an cho biết, việc thay đổi trên đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời không trái với quy định của Công ước viên năm 1968 không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển phương tiện xuất hiện nhiều loại phương tiện mới. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân không gây mất an toàn giao thông